cái tháng coi như là ra đường ấy, ban đêm như ban ngày, nhiều người ấy là phải tránh nhiều điều cấm kỵ ở cái tháng này lắm. Người ta phải kiêng tuyệt đối là buổi tối còn đi không được gọi nhau này, có con nhỏ đi người ta cũng không kiêng, người ta không, nghĩa là không đi lên những cái ngày này người ta được dưới ngục người ta mở cửa đấy, thì những cái vong hồn những người người ta kiểu người ta chết trẻ chết oan ấy, người ta được đi thoải mái cưới xin này, rồi có thể đi đâu xa chẳng hạn, từ làm ăn người ta cũng kiêng, hay là mua bán hay là cái gì đấy người ta cũng nên kiêng cái ngày rằm tháng 7. Phong tục tập quán của người Việt ấy, thì nói tháng 7 này là tháng xá tội vong nhân, tức là ông bà chúng ta đều quan niệm tháng này vong linh nhờ người quá cố được nhờ ơn Đức Phật theo tinh thần báo hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên mà được siêu sinh thoát nó về cảnh giới an lành, nhưng cũng bên cạnh đó đã thương tất cả những người chết mà không nơi nương tựa, và cũng mong tất cả các vong hồn đó cũng được siêu thoát. Đây là tinh thần bình đẳng và tinh thần yêu thương của người Việt đối với người sống và đối với tất cả những người chết, không phân biệt đó là người thân của mình hay là người ngoài. Chứ còn cái từ mà tháng cô hồn ấy, là trong phong tục người Việt không có, mà cũng không có quan niệm tháng nào là tháng suối ám cả. Chúng ta không thể đem chữ hiếu đánh đổi bằng vật chất được cả, mà phải cả một cái tấm lòng của người con cái với cha mẹ. Có thể ở xa, không về được, chúng ta mỗi một ngày chỉ cần 5 phút thôi cũng đã báo hiếu rồi. Chứ còn cái vật chất cũng cần, nhưng mà không thể đem cái vật chất để đánh đổi cái sự hiếu kính và sự tri ân của con cái với cha mẹ, với ông bà được. Cha mẹ ông bà cũng không quan trọng nặng nề về cái vật chất lắm, mà cốt làm sao ấy là con cái phải luôn luôn quan tâm để ý tới cuộc sống hàng ngày, miếng ăn, giấc ngủ và tinh thần. Đấy là cái món quà cao quý nhất mà con cái tặng cho cha mẹ